Chào các bạn đã quay trở lại với Spyroom, và hôm nay mình là Việt Anh, mình là founder và cũng là CEO của Spyroom. Thì hôm trước mình có viết một bài viết trên Spyroom là bài chuyện Spyroom mới gọi vốn. Thì sau cái bài viết đó thì bài viết cũng được đăng tải trên kênh YouTube của Spyroom. Thì rất nhiều bạn cũng có đặt câu hỏi về cái hành trình gọi vốn và hành trình để trở thành một founder. Và đặc biệt là có rất nhiều câu hỏi là trực tiếp là đến Riepra, tạm gọi là công ty đầu tư mà đã đầu tư vào Spyroom. Thì thực ra để mình đưa ra một câu trả lời một cách đầy đủ thì rất là khó, vì thực sự cái triết lý đầu tư hay là các cái câu chuyện của Riepra thì mình cũng chỉ là người ngoài cuộc thôi, mình không thể biết rõ được. Chính vì vậy là hôm nay mình quyết định là mời hai chị rất là xinh đẹp của Riepra. Ở đây là có chị Hiền và chị Thu, là hai chị hiện đang phụ trách Riepra ở Việt Nam. Thì mình cũng muốn tổ chức một buổi talk với chủ đề là thế lưỡng nan của nhà sáng lập, từ sống sót đến trưởng thành và câu chuyện gọi vốn. Thì rất vui hôm nay là đã có chị Hiền và chị Thu ở đây. Thì em cũng muốn hỏi một chút là hai chị có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân cho các bạn theo dõi podcast ngày hôm nay được biết được không ạ? Chắc là chị Hiền trước đi ạ. Ok. Chào mọi người. Chào Việt Anh. Để chị giới thiệu sơ sơ. Chị thì làm việc tại Riepra ở vị trí là Product Manager. Đồng thời cũng tham gia vào investment team nhằm hỗ trợ các bạn founder. Thì do đó là ngoài cái việc mà chị tham gia vào những dự án software ở nội bộ hoặc là hỗ trợ các bạn founder để áp dụng cái chiến lược technology sao cho nó phù hợp với tình hình phát triển của business, đặc biệt là giai đoạn 0 to 1 á, thì chị còn giống như là đi ra ngoài tìm các bạn founder rồi nói chuyện để tìm hiểu hơn về những cái tâm tư, nguyện vọng và ý muốn khi mấy bạn khởi nghiệp, đồng thời hỗ trợ các bạn để đến với các buổi phỏng vấn cùng với hội đồng thẩm định đầu tư ở Riepra. Thì đó là sơ lược thông tin về chị. Vâng, cảm ơn chị. Thế còn chị Thu ạ, chị có thể giới thiệu một chút về bản thân được không ạ? Thank you Việt Anh. Chào Việt Anh và tất cả các bạn tham gia chương trình. Thì mình tên là Thu. Hiện tại thì mình đang thuộc cái team về investment tại quỹ đầu tư Riepra, thì phụ trách thị trường Việt Nam. Trước khi tham gia vào Riepra thì Thu cũng đã đáy máy khởi nghiệp một vài lần rồi. Nói chung là từ bé thì cũng đều ao ước là có được cái sự tự do trong kinh doanh. Chính vì thế nên là mình, kể cả khi mình đi làm những cái doanh nghiệp, thì vẫn luôn luôn nghĩ về cái việc là làm nào để mình có thể quay lại trong cái môi trường kinh doanh. Thế thì rất là cảm ơn mọi người đã có một cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, thì cũng là một cái learning session giữa hai bên. Vâng, thì em cũng rất là vui vì có được cái sự có mặt của các chị ngày hôm nay. Thực ra thì chắc là chị em mình cũng đã từng nói chuyện sơ sơ cũng vài ba lần, nhất là trong lần mà lần trước thì em cũng có vào Sài Gòn, thì em cũng có kể cái câu chuyện làm Spyroom của em. Thì chắc là hai chị cũng nhớ là trong cái quá trình mà làm startup thì em nhận thấy là bọn em đã trải qua rất là nhiều những cái khó khăn, mà kể từ khi mà hình thành nên cái ý tưởng về Spyroom, và trong suốt cái quá trình đấy thậm chí có thời điểm bọn em gặp rất là nhiều vất vả, đến mức mà team tách đi mỗi người làm một nơi, và cái khả năng tức là lúc đấy không còn team nữa thì rất là cao. Nhưng mà rất là may mắn là cuối cùng thì vẫn được ngồi đây để vẫn có cơ hội nói chuyện với mọi người. Thì em nghĩ là giống như em ngày trước ấy, thì rất nhiều founder, rất nhiều nhà sáng lập khi mà nghĩ đến cái chuyện mà bắt đầu một cái việc kinh doanh một công ty từ con số 0 thì cũng sẽ phải đối diện với rất là nhiều những cái khó khăn và những cái tạm gọi là thế lưỡng nan, dilemmas ở tiếng Anh là dilemmas. Ví dụ như là trong trường hợp của bọn em thì nó là cái câu chuyện cứ lặp đi lặp lại về chuyện chúng ta có được sự tự do không. Ai cũng nghĩ là làm startup thì được tự do, hay là ngược lại chúng ta phải theo một khuôn khổ nào đấy, ví dụ như làm một công ty theo cái quy tắc của công ty, hay là những cái câu chuyện như là cái sự an toàn về mặt tài chính, bởi vì khi mà mình đi làm thì dù sao mình cũng sẽ có sự ổn định nhất định. Còn hay là ngược lại thì khi làm startup thì chúng ta luôn luôn phải đối mặt với sự bấp bênh, nhưng ngược lại vì có một cái quan điểm là high risk thì high return, tức là mặc dù là bấp bênh như vậy nhưng nếu mà thành công thì có thể là mức thành công rất là cao. Hoặc là ví dụ như một số người thì làm kinh doanh về câu chuyện là người ta có một cái khát khao, một cái đam mê cháy bỏng gì đấy người ta muốn thực hiện, nhưng có một số người khác thì có thể là việc kinh doanh đối với người ta đơn thuần là một cách để người ta làm giàu, và mục tiêu cuối cùng thì ai cũng sẽ có một mục tiêu riêng. Nhưng mà khi mà mình đối mặt với những cái thế lưỡng nan như vậy thì
Em nghĩ là các chị vì đã có cơ hội nói chuyện với rất nhiều founder rồi, nên là em nghĩ là các chị cũng có những cái tạm gọi là những cái cảm nhận của riêng mình về cái cách để mà một founder hay một người đi từ việc xây một công ty từ con số 0, tạm gọi là ở trong tiếng Anh thì nó có một cụm từ là from zero to one, tức là từ con số 0 cho đến khi thành một cái gì đó. Thế thì với kinh nghiệm của các chị là những người mà đã làm việc với rất nhiều founders ở cái thời điểm rất rất là sơ khai của các cái ý tưởng, thì việc mà xây dựng một công ty từ zero to one thì nó như thế nào ạ? Giống như là ban nãy sau được ban nãy Việt Anh còn nói á, tức là trong cái giai đoạn từ zero như này á, đủ các thể loại, các cái sự khó khăn trong và những cái thế lưỡng nan khác nhau, như là mình muốn ổn định hay là mình muốn cái sự mà mạo hiểm hơn, ngoài ra cái việc mà cái sự tự do của mình, hoặc là cái việc mà mình phải nghe theo một cái tầm nhìn khác từ những cái công ty khác, nó cũng là những cái mà founder phải đánh đổi. Ngoài ra thì ở trong cái thời điểm này thì cái sự an toàn của founder á, tức là mình đang không nói là an toàn chỉ là cái safety, physical safety, mà còn có rất nhiều những cái mental safety. Ví dụ như là ba mẹ mình thì muốn, thực sự là mình muốn mình ổn định, nhưng mà bản chất là mình rất là thích những cái gọi là những cái sự tự do và phải đánh đổi những cái sự mạo hiểm để mà đổi lấy cái sự tự do như vậy. Ngoài ra thì khi mà làm việc trong những cái môi trường khởi nghiệp mà nó thực sự rất là phức tạp như thế này, môi trường kinh doanh nó khá là phức tạp, đó thì có rất nhiều những cái thứ mà mình không thể nào mình biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho mình, và chính vì thế nên là founder có rất là nhiều những cái nỗi sợ vô hình mà mình phải đối mặt phải. Thực ra thì để mà nói là mình đánh đổi những cái khó khăn như vậy để mà mình có được cái tài chính tốt hơn sau này thì nó thực sự có đáng hay không? Tại vì theo một cái nghiên cứu từ bên tạp chí kinh tế Mỹ thì vào những cái năm mà 2000 ấy, thì họ cho thấy rằng là những cái doanh nhân mà họ làm khởi nghiệp ấy, thực ra thì những cái số tiền họ kiếm được nó cũng chỉ bằng khi mà mình đi làm cho các công ty khác thôi. Mặc dù là nếu mà mình mang về tất cả, mình phải đối mặt với tất cả những cái sự rủi ro mà mình đang đối mặt với thì có khi nó còn ít hơn. Tại sao chị nói điều đấy với em? Em đang khởi nghiệp, em đang làm chủ doanh nghiệp. Chị nói điều đấy em cảm thấy rất là... Không, lát nữa thì mình sẽ nói là làm thế nào để mình có thể vượt qua được tất cả những cái sự mà những cái rủi ro đó. Vâng. Thì thật ra thì em cũng có thêm một câu hỏi nữa là từ ví dụ như từ câu chuyện của Spyroom đi, thì bọn em nghĩ là cái câu chuyện khởi nghiệp ấy thì nó có những cái thế lưỡng nan hay những vấn đề mà mình gặp từ phía nội tại là mình sẽ gặp phải. Tuy nhiên thì cũng có những thứ là nó từ phía bên ngoài, tức là như vừa nãy chị có nói là yếu tố môi trường bây giờ khởi nghiệp nó đang rất là khó khăn, thì liệu có một cái công thức hay là có một cái cách thức nào đấy để mình đánh giá được cái mức độ phức tạp, hay là mình đánh giá được các cái yếu tố bên ngoài nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái quyết định khởi nghiệp, hay là ảnh hưởng thế nào đến quyết định mình có nên theo đuổi một cái ý tưởng gì đấy hay không? Câu hỏi này của Việt Anh khá là khó nhằn đấy. Vâng, em thích hỏi những câu khó, tại vì những câu này là các bạn thì chắc là các bạn cũng rất là muốn hỏi, nhưng mà khó quá em không trả lời được, em hỏi chị. Chị nghĩ là để mà đánh giá được cái sự phức tạp và đánh giá được những cái rủi ro đấy thì thực sự nó cũng khá là khó. Và mình nên là mình hiểu được những cái rủi ro, và mình hiểu được là những cái rủi ro đấy mình có chấp nhận được hay không. Nếu mình chấp nhận được và mình có đủ nội lực để mình đi tiếp thì là mình đã chấp nhận được cái rủi ro đó, đúng không? Còn đâu để mà đo thang đánh giá thì cũng chưa biết được là có những cái thang như thế nào. Nhưng mà không biết là Việt Anh đã nghe qua được cái môi trường kinh doanh ấy, là nó có một cái term gọi là term VUCA không? VUCA. V nó là... Vâng, chị giải thích đi ạ, tại vì em nghĩ là em cũng đang rất là muốn nghe. Nói chung là hiện tại những cái môi trường kinh doanh ấy, nó rất là phức tạp. Đấy, thì có cái term VUCA, nó là cái viết tắt của cái sự mà biến động này, không chắc chắn, phức tạp hoặc không rõ ràng, thì nó mô tả những cái trạng thái mà thay đổi liên tục. Không thể làm mà mình đoán được là một cái tiêu chuẩn trong một số ngành hoặc là lĩnh vực nó như thế nào ở trong thế giới kinh doanh. Thì như em biết là V là stand for là volatile đó, còn U nó là về là uncertainty, tức là những cái sự mà không chắc chắn ấy, mình không thể nào dự đoán được, không biết được là những cái triển vọng nó sẽ ra sao, hoặc là cái cảm giác mà mình cảm thấy là mình thiếu những cái kiến thức ở bên trong.
Còn complexity thì như em biết là cái sự phức tạp rồi, có rất là nhiều những cái lực lượng khác nhau, những cái stakeholder khác nhau, hoặc là rất là nhiều những cái vấn đề và chuỗi những cái vấn đề nó liên quan. Ngoài ra thì A thì nó stand for cái ambiguity ấy, tức là cái sự mơ hồ ấy. Sự mơ hồ về cái, mình có thể là hiểu sai về những cái vấn đề đó. Thì vậy thì những cái khó khăn như này trong một cái môi trường kinh doanh rất là phức tạp á, thì mình phải thực sự phải sử dụng những cái những cái thách thức này, nó phải được vượt qua bởi những cái động lực nội tại của chính những người founder. Thì chính vì thế nên là tại VFA thì chúng mình cũng giúp founder có thể tìm hiểu được sâu hơn về những cái nội lực hiện tại của họ, để mà khi mà họ, kể cả khi họ gặp những cái khó khăn chắc trở như này đó, thì họ vẫn có thể nhìn đến cái tầm nhìn dài và họ vẫn có thể đi tiếp. Nhắc đến cái câu chuyện nội lực hiện tại, nội lực nội tại à, thì em cũng muốn chia sẻ một tí về câu chuyện. Thực ra bọn em làm Spy Room thì từ ngày xưa bọn em cũng hay đùa với nhau là cứ làm theo kiểu đâm đầu vào đá ấy. Bởi vì thực sự là cái con đường làm Spy Room nó cũng rất là căng thẳng, nó rất là khó khăn. Mà cái đó sẽ có những giai đoạn mà thậm chí là em không được, tức là em rất là may mắn ấy, là một người mà được gia đình rất ủng hộ trong câu chuyện này. Bởi vì em nghĩ là nếu mà em không may mắn có điều đấy thì chắc là không có Spy Room như ngày hôm nay. Nhưng mà ngược lại thì cũng có những thời điểm thực sự mình đứng giữa cái lựa chọn là ví dụ đi tiếp với Spy Room hay là chuyển sang làm công việc khác. Thì em đã từng đi làm ở một tổ chức chính phủ NGO, và thực ra mà nói thì mức thu nhập cộng với là cái sự phát triển của công việc ở đấy thì em nghĩ là nó cũng khá ổn. Nên là lúc đấy thì có một chuyện khá là vui mà em cũng có chia sẻ, đã từng viết một bài trên Spy Room. Đó là một bài về cái hành trình mà trước khi mà em gặp được Riapa, đó vẫn là trong giai đoạn là tìm hiểu. Thì đó là khi em quyết định là bảo thôi bây giờ, sau khi mà em làm quyển sách đầu tiên của Zamba Cái Đời Trẻ, nó bắt đầu có một số tín hiệu tích cực, thì em quyết định là thôi bây giờ mình sẽ nghỉ, mình sẽ không không đi làm chỗ kia nữa, mình chấp nhận rủi ro một tí, mình quay về làm Spy Room. Nhưng mà khi đấy thì em chia sẻ cái ý tưởng đấy với trong bữa cơm gia đình, thì bà ngoại với cả mẹ em nói chung về cơ bản thì cũng cảm giác như là không ưng ý lắm, không thích lắm. Thế nói chung là em, tính em thì cũng thật sự là nó cũng hơi tạm gọi là nó cũng hơi nóng tính, mà nó cũng hơi gọi là khó ở một tí ấy. Thì hôm đấy em cũng không được thoải mái cho lắm. Thế là đến mức mà thực ra lúc đấy nghĩ lại bây giờ thấy mình vẫn đúng là không chấp nhận được, nhưng mà lúc đấy em tức quá, em bực quá đến mức mà em gọi là đập luôn cả cái bát cơm đang ăn xuống đất, xong em chạy lên trên phòng, nói chung em đóng cửa em ngồi một hai hôm. Thì bởi vì thực ra cái đó đến lúc mình nghĩ lại mình mới nhận thấy là thực ra cái câu chuyện mà đến cuối cùng bà với mẹ của mình thì vẫn đồng ý và vẫn rất là ủng hộ quyết định của mình thôi, bởi vì thực ra gia đình mà không bao giờ bỏ mình hết. Nhưng mà ngược lại lúc đấy cái cảm giác, cái cảm xúc mạnh của mình lúc đấy thực ra nó đến từ một cái, sau này em nghĩ lại em mới thấy là trong suốt cái quá trình làm Spy Room em luôn luôn thấy cái hình bóng của cái động lực đấy, tức là một cái cảm giác như là em có một cảm giác rất là tương đối là competitive ấy, tương đối là cạnh tranh, và em luôn luôn nghĩ là những cái thứ mà mình tin tưởng ấy, mà khi người khác không tin tưởng với mình ấy, và maybe là người ta so sánh nó với một cái lựa chọn khác mà người ta nghĩ là tốt hơn cái thứ, thì thông thường với em là em cảm thấy rất là khó chịu. Em rất là khó chịu, và đôi khi chính cái sự khó chịu đấy nó khiến cho mình cứ đi mãi, như kiểu như em nói là đâm đầu vào đá. Nhưng mà kết quả cuối cùng là nó vẫn ok, là bởi vì mình cứ muốn, em bây giờ trên màn hình điện thoại của em vẫn giữ một cái câu là, đây em mở điện thoại cho mọi người xem, là đây: "Sometimes I feel like giving up, then I remember I have a lot of people to prove wrong." Tức là thỉnh thoảng tôi vẫn muốn là từ bỏ, nhưng mà sau đó tôi chợt nhớ ra là tôi còn quá nhiều người để chứng minh là sai. Thế nên là cái động lực của em không biết là cái động lực đấy về phía Repra mọi người sẽ nhìn nhận nói nào nhé, nhưng mà với em thì em cảm giác như là nó là một cái động lực rất là tốt để cho mình cứ cố gắng, mình cứ chứng tỏ, mình cứ phát triển, rồi mình cứ tìm cách để làm cho tốt hơn nữa. Thì rất may là đến bây giờ nó vẫn tồn tại, như Spy Room vẫn đang tồn tại, phát triển như hiện tại. Thì hy vọng là cái thứ động lực đấy nó là thứ động lực gọi là nó không bị, tạm gọi là gì nhỉ, tức là có những dạng động lực nó hơi toxic,
tức là nó hơi hơi độc hại một tí, nhưng mà em hy vọng là cái dạng động lực của em thì nó không bị toxic như thế, bởi vì nó vẫn giúp mình đi lên phía trước, nhưng mà mình không phải dùng cái động lực đó để mình làm hại người khác này, hay là mình làm cái gì nó không đúng về mặt đạo đức cái gì đó. Thì đến bây giờ em vẫn cảm nhận nó là như vậy, nhưng thỉnh thoảng hơi hư thì thôi. Cái hư đấy thì chắc là do nó bột phát vật cảm xúc, bây giờ em cũng đỡ hơn nhiều rồi. Ok, thì chắc là mình sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo mà em nghĩ là rất nhiều bạn theo dõi cái podcast này sẽ rất quan tâm, đó là câu chuyện về gọi vốn. Thì em nghĩ là luôn luôn về khi nói về câu chuyện gọi vốn thì nó có hai trường phái. Thứ nhất là gọi vốn, tức là cứ liên tục gọi vốn và cố gắng vòng này sẽ vòng sau sẽ cao hơn vòng trước, giá trị công ty càng ngày càng lớn. Và cái dạng thứ hai là ưu tiên về câu chuyện là không gọi vốn và cố gắng phát triển business của mình để nó có thể tự nuôi sống, tự phát triển trực tiếp. Thì câu chuyện gọi vốn em nghĩ là ở Việt Nam thì trước giờ thì nó cũng không phải là quá dễ dàng, nó không dễ như như trên Shark Tank. Về Shark Tank thì ví dụ nó là chương trình giải trí, mọi người bây giờ cũng biết về câu chuyện gọi vốn và khởi nghiệp rất nhiều thông qua những cái chương trình của Shark Tank. Nhưng mà em nghĩ là maybe là bởi vì tính chất giải trí của nó cho nên là nó cũng có một số cái khía cạnh người ta phải cắt gọt hay thay đổi thay thế như nào đấy. Thì tạm nói là em thì em có cảm nhận là câu chuyện gọi vốn, vì em đã trải qua rồi, em nghĩ là ở Việt Nam hay là ở khắp nơi thì nó không hề dễ. Và trong đó thì ngay cả khi đã gọi vốn thành công, em cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều startup mà sau khi gọi vốn thành công và rất rất là phát triển, trông cảm giác như là rất là mạnh mẽ, nhưng mà cuối cùng thì lại cũng không thể đến đích được. Thì cái việc này nó làm em tương đối là băn khoăn, và em muốn hỏi các chị, bởi vì các chị đã làm trong cái lĩnh vực này và đương nhiên là có những cái mối quan hệ, cái network rất là rộng ở trong cái giới gọi là VC, thì em muốn hỏi là các chị có thể cho em một cái nhìn tổng quan gì đấy về cái thị trường hay là cái công việc gọi vốn hiện tại ở Việt Nam, và các cái lựa chọn nào, các lựa chọn gọi vốn nào mà các cái công ty khởi nghiệp ở thời điểm ban đầu có thể tìm kiếm được không? Cảm ơn Việt Anh. Thì theo chị nghĩ nếu như mà ai có khả năng để mà start một cái business mà không cần phải gọi vốn thì người ta sẽ không cần, người ta cũng sẽ không có lựa chọn cái hướng là sẽ gọi vốn và liên tục gọi vốn. Tuy nhiên thì lúc đầu khi mà mình start một cái business á, thì mình có thể là look for để coi cái lúc mà mình đang cần gọi vốn á, thì mình sẽ nghĩ là mình sẽ tiếp cận những cái đối tượng, nhóm đối tượng investor nào. Thì có thể là có nhiều cái definition, có nhiều cái định nghĩa về investor. Có thể là mình gọi vốn từ bạn bè, từ người thân, hoặc là mình đi ngân hàng, mình vay thì cũng thể là gọi vốn, hoặc là từ chính phủ, các cái tổ chức chính phủ, hoặc là họ có những cái dự án gì đó thì mình sẽ kêu gọi đầu tư là angel investors, hoặc là gặp cả những VC, hoặc là gặp venture builder như Riopra. Hoặc là mình có thể mình raise crowdfunding trên mấy cái nền tảng như là Kickstarter hay là Indiegogo. Thì đó là nhiều cách để mà mình có thể tìm hiểu về cái thị trường, những cái channels nào để giúp cho mình có thể tiếp cận nguồn vốn. Nhưng mà chị nghĩ cái gọi là cái câu hỏi đầu tiên mà một bạn founder muốn gọi vốn thì nên đặt một cái câu hỏi là mình có sẵn sàng để tiền của bản thân mình để mình start cái business này không. Tại vì nếu như mà mình trả lời được cái câu hỏi đó là yes, tức là nếu mà mình có một cái idea, một cái ý tưởng, hoặc là mình muốn đi theo một cái lĩnh vực nào đó mà mình sẵn sàng đầu tư tiền của mình vào trong đó, thì mình sẽ có đủ khả năng potentially là mình có thể convince được investor để mà đầu tư vốn cho mình. Một số cái gọi là cái bullet để mà bắt đầu gọi vốn thì có thể là cái này là theo cái learning của chị thôi nha. Là mình xem xét theo là personal saving, đó là cái phần tiền mà mình hiện có, mình có đang mắc nợ ai không, mình có đủ, ví dụ như tại vì mình một khi mà mình start business thì không thể là trong vòng một năm mà mình có thể có rất là nhiều tiền vào liền, thì mình cũng phải có một cái phần saving nào đó để mình make sure là mình có thể toàn tâm toàn ý cho cái business này at least là một năm hai năm. Rồi xem là mình cần bao nhiêu, và thật sự là mình có cần phải gọi vốn ngay lúc này hay không, tức là cái thời điểm mình gọi vốn nó có phù hợp hay không. Rồi thêm cái nữa là mình cần gì ngoài tiền. Thông thường thì
một founder đến với một nhà đầu tư thì sẽ đòi hỏi, sẽ không phải là đòi hỏi mà là cần nhiều hơn là tiền, những cái hỗ trợ gì đó về mặt tinh thần, hoặc là network, hoặc là advice, mentoring. Hiện nay thì ở thị trường Việt Nam thì chắc là mọi người cũng không có lạ gì về những nhà đầu tư nước ngoài. Cái đó thì là do chính sách của nhà nước mình kêu gọi đầu tư từ nước ngoài nhiều hơn, mở cửa nhiều hơn cho để mà hỗ trợ những bạn trẻ khởi nghiệp. Ngoài ra thì do thị trường Việt Nam cũng khá tiềm năng, rất là năng động và tiềm năng. Chị thấy có một trong những điều mà chị nghĩ là cái này chị với Thu cũng hay nói với nhau á, tại vì cũng hơi tiếc nhiều bạn founder rất là enthusiastic, đấy, bạn rất là passionate cho cái business của mình, tuy nhiên là các bạn không thể không yếu đi cậy, tại vì cái cách hỗ trợ của bên chị á, thì sẽ là rất là nhiều cuộc đối thoại và trao đổi để tìm hiểu lẫn nhau giữa team của Jabra và bạn founder. Mà một khi mà founder không thể giao tiếp được bằng tiếng Anh á, thì chị thấy là một cái điều rất là tiếc. Mà chị nghĩ là nếu mà mình muốn thành lập một cái business mà nó có thể mở rộng, có thể scale về lâu về dài đó, thì cái tiếng Anh nó không chỉ giúp cho mình tiếp cận với nhà đầu tư nước ngoài mà còn có thể giúp cho mình tìm cận ra và mở rộng ra những cái thị trường quốc tế, rồi mình có thể tiếp cận được nhiều nguồn thông tin từ English. Thì cái đó là cái mà chị thấy cảm thấy tiếc, cho nên chị sẵn tiện thì chị share. Không biết là nếu mà Thu có cái thực ra thì em cũng muốn share một tí là đối với những cái founder mà em nói chuyện ấy, thì có rất nhiều founder approach Reapa và nói là thực sự là họ không cần funding, họ không cần quá nhiều tiền, tại vì thực sự là những cái mô hình kinh doanh của họ nó đã ra tiền rồi và họ đang tìm những cái sự hỗ trợ khác từ chính nhà đầu tư. Thì có một số founder họ muốn hỏi là bây giờ làm nào để chúng tôi có thể scale, đúng không? Thì bây giờ họ đã có thị trường ở Việt Nam rồi thì bây giờ scale lớn hơn như thế nào? Hoặc là một số founder thì cũng có những cái vấn đề liên quan đến cái việc là bây giờ cái business model đầu tiên của họ thì nó đã ra tiền rồi và làm thế nào để tôi có thể phát triển ra những business tiếp theo. Đó thì có rất nhiều những cái sự support là khác nhau từ những cái nhà đầu tư. Thì ở đây là mình phải, những cái bạn mà họ muốn làm việc với những nhà đầu tư đó thì họ nên tìm hiểu là những nhà đầu tư này họ mang lại những cái giá trị gì cho chính bản thân doanh nghiệp và cho chính bản thân founder. Và nếu mà những cái giá trị đó có thể là thực sự là giúp mình thì mình có thể cân nhắc. Nhờ tạo một cái list bao gồm những potential investors, nhìn trong cái network của mình, rồi mình xem là những nhà đầu tư nào có điểm mạnh gì, mình cần gì thì mình có thể cân nhắc. Thật ra thì với em cũng nghĩ là câu chuyện bọn em nó cũng như vậy, tức là trước khi mà bọn em close cái round mà với Reapra ấy, thì thật ra bọn em cũng có trao đổi nói chuyện với rất nhiều nhà đầu tư cá nhân cũng có, mà nhà đầu tư là quỹ là tổ chức cũng có. Nhưng mà kết quả cuối cùng là bởi vì thực ra bọn em cũng có những deal mà nó rất là close, suýt nữa thì xong rồi, nhưng mà đã deal đến những cái bước cuối cùng rồi, nhưng mà thực sự thì có rất nhiều vấn đề xảy ra. Và cái vấn đề quan trọng nhất là thực sự mình vẫn cảm thấy là cái support của họ ngoài tiền ra thì đôi khi là nó không thực sự giúp mình đi về lâu về dài được. Thì em nghĩ là cái câu chuyện tìm hiểu và tức là tìm hiểu về nhà đầu tư, hiểu hơn nhà đầu tư, hiểu hơn, thực ra trước khi mà hiểu nhà đầu tư đó, tìm hiểu, thì em nghĩ là có một bước rất quan trọng, đó là thực sự là mình phải hiểu về chính mình đã. Mình là startup gì, mình đang mong muốn cái gì, mình đang muốn phát triển thành cái gì, và nếu để phát triển thế, tự nội lực mình đang có cái gì, mình đang có và mình đang thiếu cái gì. Thiếu như vậy thì trên thị trường có những ai có thể giúp được mình. Bởi vì như em bây giờ thì khi nhìn vào câu chuyện gọi vốn thì em thậm chí là em không nghĩ là nó chỉ giới hạn trong các quỹ hay là các nhà đầu tư bình thường, mà đôi khi là đầu tư có thể đến từ chính đối tác, đến từ chính khách hàng. Ví dụ như câu chuyện ngày xưa bọn em làm bán sách, bọn em mở ra để pre-order trước, đấy cũng là một cách để bọn em huy động dòng tiền, huy động vốn để phát triển thêm các cái mô hình của mình, và nó cũng là một cách để mình gần như là mình test và mình verify luôn, mình chứng xác thực luôn là cái mô hình của mình nó có thể sinh lời. Thì em rất là cảm ơn mọi người vì cái câu trả lời vừa rồi, vì em thấy là nó rất nhiều đồng cảm. Nhưng mà trong cái câu trả lời của chị Hiền vừa rồi ấy, chị có nhắc đến một cái thuật ngữ là venture builder ấy, thì chị có thể giúp em giải thích kỹ hơn về venture builder được không? Bởi vì như em nghĩ là một cái thuật ngữ chúng ta thường thấy hơn ở trong câu chuyện
đầu tư này là VC, Venture Capital đúng không ạ? Gọi là quỹ đầu tư mạo hiểm đi. Thì Venture Builder ở đây là sao ạ? Nếu mà giải thích về Venture Builder thì chị sẵn tiện chị giải thích thêm luôn về Reabra. Tại vì nếu mà nói về Venture Builder bình thường thì mọi người có thể nghĩ là có thể là có in-house team, có dự án, rồi bắt đầu mới tuyển CEO để mà có team đó, mà mình gọi là functional team, thậm chí mình được expert để hỗ trợ cho bạn founder đó thành lập một, từ từ nếu mà project nó work ok thì mình sẽ thành lập công ty. Nhưng mà đối với Reabra thì hoạt động nó hơi khác một chút, là bên chị không có bỏ in-house, không có in-house team để mà làm dự án, mà bên chị sẽ look for founder mà họ có một cái motivation hoặc là passion để mà họ build their own business, their own field. Thì bên chị sẽ đồng hành như một institutional co-founder để mà hỗ trợ founder, tức là đi theo founder để mà đồng hành trên cái đường mà bạn trở thành một cái người có thể là đứng đầu một cái lĩnh vực business nào đó, hơn là có dự án bên trong rồi mới tuyển founder để mà làm việc. Thì lúc đó thì cái cách, cái góc nhìn của founder đối với cái business mà mình đang làm nó sẽ là bạn là giống như là của người đó hơn hơn là của venture builder mà họ tạo ra. Vâng, em cũng hơi tức là, nhưng em nghĩ là vẫn nếu mà có thêm một tí nữa thì sẽ hay hơn về venture. Thế thì câu chuyện ví dụ như là venture capital thì để phân biệt ha. Vâng, để phân biệt à. Nếu mà nói về venture capital fund thì cái từ đó đã nói lên là fund, tức là fund thì sẽ được thành lập bởi nhiều funder và họ có những cái funder để mà rót tiền. Và tất nhiên giống như mình đi gửi tiền ở đâu đó thì mình cũng cần phải có interest, thì cho nên là cái cơ chế hoạt động có thể là nó mua về KPI assessment, tức là họ sẽ yêu cầu là phải đạt được bao nhiêu lợi nhuận trong vòng thời gian bao nhiêu lâu. Còn ở Reabra thì bên chị chỉ có một funder thôi, là anh CEO, anh Suhay. Thì anh Suhay thì chắc là đến lúc mà kể câu chuyện của Suhay thì sẽ hiểu hơn về cái cách mà tại sao anh Suhay tìm những bạn gọi là founder ở khu vực, tìm những bạn founder mà có cái passion trên để mà xây dựng một cái business mà có thể là trường tồn theo thời gian. Nó không chỉ là vài năm rồi cái fundraising mà nó có làm mà mình tạo một cái impact nào đó đối với xã hội và nó có thể sustain không những ở thế hệ của mình mà nó còn những cái thế hệ tiếp theo, đó là những cái CEO tiếp nối có cùng cái mission vision sẽ tiếp nối những gì mà CEO trước đó đã làm. Thì đó là cái hướng xây dựng của anh Suhay. Thì do chính vì đặt nền tảng là building long term mission and vision and sustainable development, cho nên là anh Suhay, cho nên là bên Reabra sẽ không có focus là buộc founder là phải đạt được lợi nhuận trong vòng thời gian bao lâu đó, một cái con số nhất định nào đó, nhưng mà give founder some time, some space để mà founder có thể grow. Một khi mà đủ space, đủ cái capability rồi thì lúc đó sẽ là grow rất là fast. Okay. Em muốn add thêm một số những cái điểm cho cái phần chia sẻ của chị Hiền nữa. Thì như Việt Anh cũng có biết được là venture capital thì có rất là nhiều venture capital khác nhau, thì mình cũng không thể mà mình nói được là venture capital họ như thế nào, nhưng thường thường thì venture capital họ cũng sẽ có những cái khá là giống nhau. Ví dụ như là cái thời gian đầu tư thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm dưới 10 năm đó, tại vì họ sẽ cần phải có một cái return, tức là cái lợi nhuận để họ trả lại cho những cái nhà đầu tư. Cho nên là cái thời gian, trong cái khoảng thời gian đó thì bắt buộc là một số những cái business họ cũng những cái deal mà họ đầu tư vào ấy nó phải tạo ra một cái lợi nhuận như thế nào đó. Còn đối với Reabra thì mình cũng là một venture builder, nhưng thực ra cái cách hoạt động của mình nó cũng rất là khác. Tức là mình mong muốn là mình trở thành một institutional co-founder với các cái bạn founder đó, thay vì cái việc là mình chỉ có đầu tư. Và ngoài ra thì cái thời gian đầu tư của mình ý, nó cũng rất là lâu. Thực ra thì Reabra là không mong muốn là exit, tức là mình không thoát khỏi cái thương vụ đầu tư của mình, mà mình luôn luôn sẽ support founder đến khi nào mà và đời trở thành market leader thì không. Tìm hiểu thêm về Reabra, đăng nhập website reabra.com.